Xin chào các bạn, tôi xin được giới thiệu, tôi là Trần Văn Điệp, hiện đang là giảng viên của Appochain Uptech và FPT Uptech. Hiện tại tôi cũng chính là người sáng lập ra hệ thống Wikishop.com, một nền tảng giúp chia sẻ tài liệu giữa thầy cô giáo và học viên. Trong bài học hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về khóa học lập trình JavaScript. Trong phần này thì tôi sẽ hướng dẫn cách các bạn để lưu trữ thông tin dữ liệu trên trình duyệt web này. Thì các bạn chú ý này, bản thân trên trình duyệt web thì chúng ta cũng có khá nhiều cách để lưu trữ dữ liệu. Thì hôm trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu về cookie rồi. Thì trong bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một phần khá là quan trọng và thiết yếu, đó chính là thằng local storage. Quay lại bài học của chúng ta buổi hôm trước thì là tôi đã thiết kế cho các bạn như thế này, là các bạn có thể thực hiện quá trình là khi mà kích vào nút save này, các bạn có thể lưu trữ dữ liệu này xuống phần cookie. Thế thì hôm nay tôi sẽ sửa lại cái phần đó, là tôi sẽ lưu trữ xuống phần local storage rồi .html. Tôi sẽ copy cái đoạn code của bài hôm trước và cookie vào đây. Tôi sẽ sửa nó lại thành cái chỗ đoạn lưu trữ. Thì các bạn để ý này, về cái bản chất lưu trữ của nó thì cũng không hề khác gì. Local storage ở đây giả dụ như này, thì các bạn để ý này, cái đoạn lưu trữ này thay vì lưu xuống cookie, tôi sẽ lưu xuống local storage. Thì cái cách lưu của nó như thế nào? Thì các bạn để ý nha, nó sẽ là local storage lại rồi. Ok thôi. Rồi, ok. Thế thì sau đó các bạn sẽ làm nhiệm vụ này. Để lưu trữ xuống thì các bạn dùng set item. Đấy, các bạn để ý nhé. Sau đó các bạn đặt title cho nó này. Sau đó là giá trị của nó ở đây. Đấy, như thế các bạn có thể copy cái đoạn này xuống. Tương tự với description. Đấy, các bạn có thể xóa cái này đi. Rồi, bây giờ chúng ta thử chạy cái chương trình này. Giả dụ tôi đặt cho nó cũng là chữ cái ABC, các bạn để ý, ấn save xuống. Thì các bạn để ý nhé, để xem được cái phần dữ liệu của nó thì các bạn sẽ xem vào mục application này. Các bạn sẽ xem cái mục là local storage này. Đấy, thế thì đầu tiên tôi sẽ xóa toàn bộ cái nội dung này đi để cho chúng ta dễ quan tâm theo dõi nhé. Đây, hiện tại là local storage nó không còn cái gì đúng không các bạn. Đấy, đây các bạn nhìn này, sau khi lưu vào thì tự dưng là các cái dữ liệu nó sẽ được add là title, description các bạn mô tả. Để xem được nó khá là đơn giản thôi, các bạn kích chuột phải vào đây, chọn inspection, sau đó các bạn chọn application, các bạn chọn xuống phần local storage cái chỗ này này, các bạn kích vào thì chỗ này nó sẽ có title và description các bạn đã lưu, là bạn có thể kiểm tra được cái phần dữ liệu của local storage đã lưu được trên hệ thống của các bạn nha. Tương tự như thế, quay lại cái bài toán của chúng ta là lúc nãy tôi, bài hôm trước tôi đang dùng một cái đằng sau cookie này để hiển thị ra toàn bộ cái nội dung trong cái phần cookie đó. Thế thì sang cái phần này chúng ta sẽ sửa lại như sau, là sau storage.html. Tôi sẽ copy cái đoạn code của đằng sau cookie vào đây để trở thành cái phần lưu trữ. Thì cái đoạn get này này, thì các bạn để ý nhé, nếu mà chúng ta lấy từ cookie thì chúng ta phân tích khá là dài, nhưng khi lấy ở trong cái phần này thì nó lại khá là dễ. Chúng ta chỉ cần khai báo một cái biến var title. Chúng ta để lấy được cái dữ liệu trong local storage, các bạn chỉ cần làm local storage get item, bạn truyền ID vào phát thôi. Đây, tôi truyền ID vào. Đấy, truyền vào. Tôi sửa lại. Đấy, thành ra bây giờ tôi sửa lại cái chỗ này. Title. Thế bạn để ý này, sau khi chạy lại chương trình, giả dụ ở đây nó là low show storage. Rồi, đây các bạn để ý này, dữ liệu hiển thị luôn, title là chữ cái. Dữ liệu ở đây là như thế này. Giả dụ các bạn sửa đây
Các bạn sang đây, nó thành dữ liệu khác ngay. Thì khi các bạn dùng section local storage cực kỳ quan hữu ích và quan trọng, mà hầu như là các cái bài toán liên quan đến các cái giỏ hàng của các bạn ấy, là nó hay dùng đến thằng storage này. Thì như các bạn thấy được là thằng cookie thì thường cái dữ liệu lưu xuống nó sẽ không tối ưu, bởi vì nó lưu trong phần header nên nó sẽ thường là chỉ là chứa những cái dữ liệu rất là nhỏ thôi. Các bạn chú ý nhé, các bạn còn những cái dữ liệu mà lớn hơn một chút hay các bạn muốn lưu lại ở phía local storage để cho các trang web nó nhanh hơn ấy, và nó đều là các thông tin không phải bảo mật, thì các bạn sẽ mới lưu ở xuống thằng local storage. Tất nhiên nữa là nếu như các bạn muốn tăng cái khả năng bảo mật thì các bạn có thể viết một đoạn mã hóa ra. Nhưng nhìn chung là các cái dữ liệu ở đã lưu ở local storage là dữ liệu không bảo mật. À, bất kỳ một người nào đó họ cũng có thể xem được các thông tin, hay là nếu các bạn bảo mật kiểu gì họ cũng sẽ xem được. Nên các bạn chú ý là chúng ta cần phải xác định ra được rõ là cái thông tin gì cần lưu thì hãy lưu, những cái thông tin mà không quan trọng hay chỉ là những cái thông tin để tránh làm chậm hệ thống thôi thì các bạn lưu xuống để làm cho nó xử lý cho nhanh, hoặc là lưu lại những cái hành vi của người dùng, bởi vì những hành vi của người dùng thì tất nhiên là bản thân họ cũng biết rồi nên họ có xem thì chả ảnh hưởng gì nhé. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng rằng phần này sẽ hữu ích cho các bạn và các bạn có thể ứng dụng được nó trong thực tiễn. Thì đó mới là cái mục đích học của chúng ta. Rồi, cảm ơn các bạn.